Chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chỉ tay khoa học Trần Quang. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sống làm việc định cư ở nước ngoài. Và cách xem của mình là cách xem khoa học không có máy tính gì đề mọi người nhé. Thì mình có hai lĩnh vực, tức là một là xem chỉ tay. Thì về xem chỉ tay thì bất kỳ ai xem cũng được, trẻ em từ 3-4 tuổi trở ra xem cũng được rồi mọi người nhé. Tại vì cuộc đời của mình 90% diễn biến tương lai từng năm thế nào khi mình mới sinh ra là đã báo trước cho bàn tay nha. Hoặc là những người ở ngoài 20 tuổi, mình ví dụ là 20, 30, 40, 50, 60 bất kỳ nha. Mình ví dụ là 60 tuổi khi tìm đến mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người trải qua từng năm thế nào, từ cái tuổi 20 cho đến tuổi 60, tức là 40 năm quá khứ nha. Về mọi mặt trải qua trong cuộc sống, về công việc, về tiền tài, về vận may, về công danh, những thành công thất bại nó xảy ra ở những thời điểm nào, tài sản mà người đã tạo dựng được có như thế nào nha, rồi vợ chồng con cái, và sẽ xem tiếp từ cái hiện tại cho đến những năm cuối học vận của mọi người cũng về cái mặt như vậy. Còn về lĩnh vực mà phong thủy thì mình chuyên về thiết kế làm mới phong thủy trên khi mọi người xây dựng nhà nhà cửa ha, mới xây dựng mới ha, hoặc là mọi người sửa chữa trên cái cơ ngơi đã có. Ví dụ như nhà cửa nè, công ty xí nghiệp, xưởng sản xuất, rồi cửa hàng công ty, nhà quán ăn gì đó ha, thì mọi người muốn sửa chữa cho nó đúng phong thủy, đúng phong thủy tuổi của mình ha, để cho làm ăn nó kinh doanh nó phát đạt thành công nha. Đó. Và tìm long mạch để xây dựng mộ mã gia tiên nha, rồi cậu buôn bán làm ăn thuận lợi nha. Rồi thì kênh của mình thì mọi người cũng đã biết ha, là kênh của mình là trong kênh là có gần 400 video clip mình xem cho xem chỉ tay và làm phong thủy cho khách đến độ từ 63 thành trên toàn quốc Việt Nam, và khách hàng ngàn khách sống khắp mọi nơi ở nước ngoài như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Australia, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Campuchia, Singapore, vân vân nha. Rồi đó thì mọi người muốn tham khảo thì mọi người cứ vào kênh YouTube của mình nha, xem chỉ tay khoa học Trần Quang để tham khảo các video clip. Rồi thì hôm nay mọi người thấy cái tiêu đề video clip mình đưa lên ha, đó là sự phong thủy cho nhà hàng của khách ở thành phố Thủ Đức nha, thuộc thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì nay Thủ Đức đã riêng ra là thành phố riêng rồi nha. Thì tình hình là mấy hôm qua thì khách cũng đã bị, khách này là vị khách cũ mình đã xem tay cho trong 2 năm qua. Thì khách cũng báo lên đó là trong 2 năm qua thì cái việc của xem tay, mình báo về những việc đã xem tay trong cái tương lai 2 năm liên tiếp là nó đã chính xác, nó về công việc ha, vận hạn nó là. Thì thời điểm 2 năm trước khi mình làm video clip cho vị khách này ha, video clip của khách này có trong kênh YouTube của mình ha, tức là mình đã báo trong 2 năm tới thì công việc nó khá nhiều khó khăn và thất bại đã đến ha. Thì đúng là trong 2 năm qua bạn đã phản hồi, đó là 2 năm qua bạn đã đầu tư công việc vào mở nhà hàng ha. Đó thì cái chi phí đầu tư và chi phí nhân viên này nọ trong 2 năm qua thì nó đưa đến đó là cái lỗ cho bạn, nó trong vòng 2 năm qua là lỗ đến tầm 2 tỷ ha. Thì trong 2-3 ngày qua thì khách này đã liên hệ lại mình để nhờ mình làm phong thủy theo tuổi, sửa phong thủy lại cho cái mặt bằng nhà hàng này nha. Rồi thì mình đưa mọi người vào cái dẫn chứng này. Rồi thì mình giới thiệu lại nhanh ha, thì đây là cái hội Facebook xem chỉ tay khoa học tướng số làm phong thủy cho khách, mình đã tạo cho trong mấy năm vừa qua ha, mà trong mọi người thấy trên thành viên đây là trên 700, tức là mọi người đang sống ở khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc Việt Nam ha. Và mọi người đang khách đang sống ở định cư làm việc ở khắp mọi nơi nước ngoài, châu Âu, châu Á, Mỹ, như lúc nãy lúc đầu mình đã giới thiệu nha. Và tất cả thành viên trên này là 3 năm qua là mình đã xem cho hết rồi á, mà trong 3 năm vừa qua là mình không mời thêm thành viên á nha, chứ nếu không thì số thành viên nó sẽ khá nhiều nha. Rồi đây là cái phần bài đăng trong ngày hôm qua nha, khi mà
trao đổi của khách liên hệ với mình để làm cái phần phong thủy này. Rồi, mình đưa tên khách là khách Nam thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì khi mà khách liên hệ với mình nè, thì khách có trao đổi là cho thầy nha, thầy vẫn khỏe chứ, 2 năm qua những gì thầy bà xem chị tay báo là rất chính xác nè. Thì mình có thanh triều và mình có nói đến là và việc chính xác nó là ok rồi. Thì khách có nói trao đổi thêm nè, 2 năm qua thì khó khăn rất nhiều, em đầu tư nhà hàng nhưng ế ẩm tháng nào cũng lỗ, tiền đã đầu tư mặt bằng nhân viên đủ thứ, đầu tư 2 năm lỗ gần 2 tỷ ha. Em nhờ thầy là giúp làm phong thủy nè lại cho nhà hàng nè, vì lúc đầu tư em không để gì đến phong thủy nè. Cứ mới bỏ tiền ra làm, gần đây em theo dõi một số video clip thì làm phong thủy cho khách khắp nơi trên toàn quốc nè. Thầy thì nói đúng nè, làm kinh doanh lớn mà không xem mà làm phong thủy mặt bằng thì thất bại là rồi, mong thầy giúp nè. Thì mình có hỏi lại nè, ok, mặt bằng nhà hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nè, thì bạn có nói đến giờ ở Thủ Đức nha, và bạn có gửi bản vẽ thiết kế nhà hàng cho mình nè. À, thì sau khi mình báo phí cho bạn khách này ha, thì bạn đã chuyển phí cho mình trong ngày 26 tháng 1 2024 ha, thì phí là 35 triệu nha. Thì khi chuyển xong thì bạn có báo lại mình nè, dạ em mới gửi phí rồi nè, hãy kiểm tra lại nha, mong thầy xem tiến hành sửa sớm để qua năm mới mà mọi việc kinh doanh nó sẽ tốt đẹp hơn ha. Rồi, thì vừa rồi mình mới đưa mọi người thấy nha, phần trao đổi giữa khách và mình nha. Thì đây cũng là một cái bài học, mình đã tiếp tục là một bài học cho mọi người ha. Khi mọi người muốn đầu tư làm ăn hoặc là xây dựng nhà cửa, mua đất đai, hoặc là mọi người đầu tư kinh doanh cửa hàng, quán ăn, xí nghiệp, công ty gì đó ha. Thì mình cũng nói rất là nhiều, không phải thì chúng ta cứ có thể chúng ta mua nhà hoặc chúng ta mà xây nhà, mua đất, chúng ta mở thuê mặt bằng gì đó ha, hoặc chúng ta mua, thì cái công việc kinh doanh hoặc là nó sẽ giúp cho sự nghiệp chúng ta thành công đi lên gì đó ha. Không phải mỗi người mình nói rất nhiều, mỗi người nó có một cái mệnh số trong cung phi bát trạch ha. Để khi chúng ta mua bất cứ một tài sản gì nó có giá trị như vậy, hoặc có thể là chúng ta mua xe hơi, xe ô tô gì nọ, đó cũng là một cái tài sản nó giá trị, như nhà cửa, đất đai, con người vậy đó, nó luôn đi với chúng ta một thời gian dài. Đó là những cơ ngơi hay nhà cửa hoặc là ô tô đó, đó là những nơi mà chúng ta nó là bộ mặt của chúng ta ha, và nó là nơi mà để chúng ta sống, chúng ta kiếm tiền ha, mong sức khỏe tốt này nọ ha. Thì khi mà chúng ta cái công phi bắt trận chúng ta với cái nhà đó hoặc là chúng ta mua cái ô tô đó, nó không hợp, nên ví dụ chúng ta mua ô tô nó không hợp màu hoặc là nó không hợp về số gì đó ha, đó thì chúng ta phải thuê thầy phong thủy. Thế như là nhà cửa thì nó sẽ bị, có thể nó sẽ bị nghịch về hướng mọi thứ với cung phi tuổi chúng ta, thì những thầy phong thủy sẽ giúp chúng ta là chỉnh sửa hướng lại ha, rồi chấn chỉnh tất cả các hướng nào nó bị sai trong cái phong thủy nhà cửa hoặc là làm cúng phong thủy chúng ta mua ô tô, xe máy gì đó ha. Đó, thì tới đây là một cái bài học tiếp tục mình sẽ đưa đến mọi người ha. Rồi thì mình xin cảm ơn đến mọi người, anh chị cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư ở, làm việc ở khắp mọi nơi ở nước ngoài nha. Thì mọi người chia sẻ những video clip mình hướng dẫn về lý thuyết về chỉ tay ha, rồi về là phong thủy ha, hoặc là những video clip mình xem thực tế và làm phong thủy cho khách ở khắp mọi tỉnh thành trên toàn quốc Việt Nam và châu Âu, châu Á, Mỹ như vậy ha. Nếu mọi người thì ai kiên trì thì có thể họ sẽ hiểu biết một số nhiều hơn về cả chỉ tay hoặc về phong thủy nhà cửa nha. Nó có tác dụng mà rất hữu ích trong cái cuộc sống của mọi người. Còn ai muốn liên hệ để xem cái chi tiết cuộc đời của mình nó sẽ thành công thất bại thế nào ha, tài sản ra sao, hoặc mọi người muốn liên hệ để chỉnh sửa phong thủy nhà cửa ha, nhưng khi mua tài sản xây dựng nhà cửa đất đai hay là mua ô tô này nọ ha, rồi
những con người kinh doanh của mọi người, một là ở hai con người kinh doanh đó thì mọi người muốn chỉnh sửa theo đúng cái tổ phong thủy của mình để chúng ta công việc chúng ta nó thành công và đạt và cái sự nghiệp chúng ta nó thành công. Thì mọi người liên hệ số điện thoại là 0908 515 792, thì đó là số điện thoại của mình có sử dụng Zalo, Messenger và Facebook nha. Và còn là mọi người ở nước ngoài thì mọi người thêm mã vùng Việt Nam là +84, thì khi liên hệ thì mình sẽ hướng dẫn về phí mọi thứ nha. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong video clip tới.